Hello, xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Quang Huy đây. Và hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người một chút về một cái chủ đề rất là thú vị, đó là chủ đề về lãnh đạo 3L. Lãnh đạo 3L là gì ạ? Lãnh đạo 3L đó là Listen, Learn and Lead, tức là lắng nghe, liên tục phát triển, liên tục học hỏi và lãnh đạo. Tại sao lãnh đạo 3L lại là một cái điều vô cùng quan trọng trong thời đại hiện nay? Đó là nếu bạn muốn lãnh đạo ai đó thì bạn phải hiểu tại sao bạn cần phải lãnh đạo và lãnh đạo là gì. Tiếp theo đó thì bạn cần biết là phải học điều gì để có thể làm được điều đó. Và quan trọng nhất đó là để học được điều đó thì bạn phải rèn luyện kỹ năng gì. Thì đầu tiên thì chúng ta phải hiểu rằng là lãnh đạo đó không phải là cái gì đó to lớn, cái gì quá là ghê gớm như chúng ta thường nghĩ đến cái từ lãnh đạo. Lãnh đạo chỉ đơn giản là lãnh đạo chính bản thân chúng ta, lãnh đạo vợ, chồng, con cái, bố mẹ, anh chị em. Có những người phản ứng ngay là làm sao mà lãnh đạo được bố mẹ, đúng không ạ? Có cách. Và quan trọng nhất là lãnh đạo đó là sự tạo ảnh hưởng đến người khác và khiến cho người khác làm theo hoặc nghĩ hoặc suy nghĩ giống cái gì mà chúng ta mong muốn. Thì đó chính là lãnh đạo. Lãnh đạo chỉ đơn giản đó là một cái quá trình tạo ảnh hưởng lên người khác mà thôi. Thế thì để mà chúng ta có thể để lãnh đạo được người khác cũng như lãnh đạo chính bản thân chúng ta thì chúng ta cần một quá trình, đó là quá trình học hỏi, liên tục học hỏi, liên tục phát triển, liên tục tiến lên. Thì để học hỏi chúng ta biết rằng là có rất nhiều cách để học hỏi, đúng không ạ? Chúng ta có thể đọc sách này, chúng ta có thể nhìn những cái cuộc, những cái sự việc xảy ra xung quanh chúng ta và chúng ta rút ra bài học. Chúng ta cũng có thể là rút bài học ra từ những cái kinh nghiệm bản thân, những cái trải nghiệm mà chúng ta đã trải qua, những thành công, những thất bại, kể cả những thành công thất bại của người khác, những bài học của người khác, chúng ta cũng có thể học được rất nhiều. Chúng ta có thể học qua video này, qua YouTube này, qua các kênh mà chia sẻ rất nhiều các kiến thức ở trên mạng này. Chúng ta có thể học qua các cái khóa học online, khóa học offline. Chúng ta có thể học bằng cách thì nói chuyện với những người thành công khác ở ngoài kia mà chúng ta biết. Ok. Thì đấy là những thứ mà chúng ta có thể học tập được. Và có nhiều cái khác nữa chúng ta có thể học được. Quan trọng chúng ta có muốn hay không. Và để học được bằng cách hỏi những cái người mà thành công hơn chúng ta ấy, thì chúng ta phải biết học cách để lắng nghe. Listen đó là một cái từ khóa vô cùng quan trọng. Đó là trong cuốn của Richard Branson, Life of Vision. Đó là lãnh đạo bằng cách lắng nghe. Nếu bạn muốn lãnh đạo người khác thì bạn phải học cách lắng nghe thật tốt. Bạn phải trở thành người mà người khác muốn nói chuyện, bạn trở thành người mà người khác muốn chia sẻ, thì khi đó thì bạn sẽ có khả năng lãnh đạo họ. Thứ nhất là gì? Bạn có thể hiểu được họ. Khi bạn hiểu được họ nghĩ gì, họ muốn gì, mong muốn của họ là gì, cảm xúc của họ như nào, và khi bạn đã có thể thấu hiểu được họ thì bạn dễ dàng có thể tạo ảnh hưởng cho họ bằng các cái kiến thức cũng như là trải nghiệm của bạn. Như vậy thì cái quá trình cũng như kỹ năng lắng nghe là hết sức quan trọng. Nếu như mà chúng ta chưa rèn luyện kỹ năng lắng nghe thật tốt thì hãy rèn luyện ngay hôm nay, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng nó rất là nhiều. Thì đó chính là kỹ năng đầu tiên để trở thành nhà lãnh đạo thành công. Và trong cuốn sách này thì mình cũng chia sẻ luôn có 3 cái phần đầu tiên, để 5 bí quyết để thành lập và phát triển một doanh nghiệp thành công. Bí quyết đầu tiên đó là chúng ta hãy làm việc nó vì niềm vui. Tức là nếu mà không vui thì bạn đừng làm. Nếu như mà việc thành lập doanh nghiệp không phải một cái gì đó ám ảnh bạn thì bạn đừng làm. Bởi vì khi mà thành lập doanh nghiệp bạn sẽ có rất nhiều việc phải làm, không chỉ đơn giản là một cái chức vị là giám đốc cho nó ngoài đâu, mà chúng ta phải làm rất nhiều thứ. Vì vậy chúng ta phải xác định rằng là lý do tại sao chúng ta phải thành lập doanh nghiệp. Đó, nó phải trở thành một nỗi ám ảnh và không thể nào không làm được, thì lúc đấy bạn thành lập doanh nghiệp. Còn nếu không, có nhiều cách không cần thành lập, không cần thành lập doanh nghiệp các bạn vẫn có thể làm tốt và vẫn có thể thành công được.
thứ hai đó là hãy luôn đổi mới, sáng tạo và tạo ra các thứ gì đó đặc biệt. Các bạn biết như là Facebook, Google, Microsoft hay là Amazon, Alibaba, họ đều là những cái doanh nghiệp và có những cái sự sáng tạo, có những cái ý tưởng táo bạo mà giúp thay đổi nền, thay đổi thế giới, nói chung là thay đổi thế giới, đúng không ạ? Thế thì đó chính là những cái công ty mà tạo ra được những cái sự sáng tạo, sự đổi mới và họ rất thành công. Thì chúng ta không cần thiết phải giống như họ, không phải thành công giống như họ, nhưng mà chúng ta cũng học được họ từ những cái cách họ làm, cách họ suy nghĩ. Và chúng ta phải luôn luôn tạo ra cái gì đó khác biệt, mới mẻ, sáng tạo thì chúng ta mới có thể chiếm lĩnh được cái thị trường này, thị trường vô cùng khắc nghiệt hiện nay. Và tiếp theo đó là lòng tự hào sẽ tạo ra cái niềm điều kỳ diệu trong cuộc sống. Nếu như mà chúng ta không tự hào về chính doanh nghiệp của mình thì nhân viên chúng ta cũng không tự hào về doanh nghiệp của chúng ta. Và nếu như họ không tự hào về doanh nghiệp thì họ sẽ sớm hay muộn họ sẽ ra đi, họ cũng sẽ rời bỏ chúng ta để mà sang một cái doanh nghiệp khác. Chỉ đơn giản là bên đó có những cái lợi ích nào đó. Khách hàng của chúng ta cũng vậy, họ rời bỏ chúng ta không phải vì giá, mà họ rời bỏ chúng ta bởi vì họ không còn cảm thấy tự hào khi sử dụng sản phẩm của chúng ta nữa. Vì vậy là hãy làm sao đấy để cho nhân viên tự hào về doanh nghiệp của mình và khách hàng tự hào khi sử dụng cái sản phẩm của mình. Họ sẵn sàng giới thiệu mình cho người khác, đấy chính là cái tự hào của khách hàng. Và tiếp theo đó là như cái lúc nãy tôi vừa nói, đó là lãnh đạo bằng cách lắng nghe. Đó, lãnh đạo bằng cách lắng nghe, không phải chỉ mỗi giám đốc hoặc là sếp thì mới lãnh đạo đâu. Nhân viên phải lãnh đạo sếp, nhân viên lãnh đạo khách hàng, nhân viên lãnh đạo những người đồng cấp, đúng không ạ? Chính vì vậy là chúng ta phải liên tục học hỏi và liên tục lắng nghe người khác nhiều hơn. Và hãy để mọi người nhìn thấy bạn. Ở đây nó có mấy ý nghĩa. Sếp muốn lãnh đạo được tốt thì cũng phải để cho nhân viên nhìn thấy mình. Đừng có bỏ mặc họ, đừng có kệ họ với những khó khăn, mà hãy đồng hành cùng với họ, hãy để cho họ nhìn thấy mình. Đừng có trốn ở trong phòng làm việc, đừng có trốn sau cái máy tính. Đó là lý do tại sao hiện nay một số công ty mà Huy tư vấn ấy, thì khi mà họ thay đổi cái văn phòng, Huy bảo là bỏ hết các cái phòng làm việc của giám đốc đi. Giám đốc làm việc giống như nhân viên bình thường. Giám đốc làm việc gọi là open space, tức là một cái khu vực rộng, khu vực mở mà giám đốc và tất cả các nhân viên ngồi làm việc cùng với nhau. Không có một cái vị trí nào được đặc quyền ngồi phòng riêng hết. Và tất cả các phòng riêng chỉ phục vụ cho một mục đích, đấy là các cái cuộc họp. Bởi vì để sáng tạo và để ra những ý tưởng mới thì cần rất nhiều các không gian yên tĩnh, cần rất nhiều các cuộc họp. Như vậy là chúng ta cần những cái phòng riêng để phục vụ cho các cuộc họp mà thôi, không cần các phòng riêng để cho giám đốc hay các vị trí trưởng phòng như ngày xưa, các thời mà nhà nước hoặc bao cấp ngày xưa là cứ phải muốn oai, muốn lên vị trí này vị trí kia là phải có một cái phòng riêng cho mình thì mới oai. Mình ở đây thì chúng ta thành lập doanh nghiệp nếu mà chỉ vì oai thôi ấy, thì nó sẽ không thành công được đâu ạ. Nếu mà chỉ vì oai thì không thành công được. Đa số các doanh nghiệp ngoài kia đang bị thất bại bởi vì họ thành lập vì muốn thể hiện điều gì đó, vì muốn chứng minh điều gì đó, hoặc vì muốn trở thành một cái giám đốc hoặc là gì đó. Thì nếu như mà chỉ có mục tiêu đó thì sẽ không thành công cả, không thành công được. Đó. Tất nhiên đấy cũng là một động lực để chúng ta làm việc, nhưng mà nếu chỉ vì cái động lực đó thì nó sẽ rất khó để thành công. Ok, thì đấy là 5 cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và cái điểm số 5 ấy, thì việc là chúng ta phải xuất hiện trước mọi người, thì có nghĩa là gì? Cái thương hiệu của chúng ta cũng phải xuất hiện trước mọi người. Đấy, bằng cách này cách kia, ví dụ như là Huy quay video là chia sẻ một chút gì đó, cái thứ mà Huy vừa mới đọc được, vừa mới học được, thì đó cũng là cách mà Huy có thể xuất hiện trước mọi người. Nếu mà chúng ta có thể like và share cái video này để cho nhiều người có thể cùng học được nhiều hơn, thì như vậy thì Huy lại càng có khả năng để xuất hiện trước mọi người nhiều hơn. Đấy, đó là một cách, đúng không ạ? Và Huy sẽ giới hạn cái video này trong vòng 10 phút, vì vậy là bây giờ là 9 phút 49 giây rồi và Huy sẽ dừng video ở đây. Chúc bạn có một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời và hy vọng là sẽ gặp lại bạn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.